Chào các bác, chú anh chị. Ngay về quê vợ. Đấy. Cái đa này là ngày xưa là ông mua hay là trồng từ bé này như nào? Của ông Phan đầu làm ra. À, này, từ bé luôn à? Đấy. Hôm nay về người vợ có con. Ông mà con tôi gọi là cũ ấy. Sát với nhà bố vợ luôn. Thì có một số cây. Với lại ông đắp kiểu cảnh được biết. Vậy cũng hay hay. Xem qua nhé. Cây này nó khoảng độ chắc được mét rưỡi nhỉ? Ừ, mét rưỡi. Đa lông. Đa lông trước kia. Trước về không thấy cái mạng bán được tiền bán. À. Cái này mà ông bán thì bán bao tiền? Mày cứ đưa đến bán đi. Ui, người ta phải biết giá chứ. Ví dụ ông bảo bao nhiêu người ta hỏi, người ta viết tiền trả lời. Đấy, bán cả bể đúng không? Ừ. Đấy, cái cầu trở đi. Nhà này nhà tả thợ thợ. Nhà tranh đấy, nhà tranh đấy. Trước ông bà ở đấy. Đấy. Mô phỏng lại cái nhà ngày xưa ông bà ở đấy. Mới làm. Sau nó rêu nhìn nó giống. Rêu con đường đất đây. Con đường đất. Nếu chụp quay trong nó rất xa ra. Và, đấy. Kiểu như cảm giác mình chui vào ở được. Đông nó rất sâu hiểm. Đi đa lông làng. Đấy. xa tí cho nó tổng thể. À. Đấy, mưa gió xanh tốt quá nhỉ. Để cái àng dưới nước đây. Dưới nước. Đó, nhìn cứ như là mưa. Đấy. Quê hương Thái Bình nhỉ. Nét đặc trưng cây ở quê hương Thái Bình, Bắc Bộ. Xa tí là em không được hết. Cái đá này khoảng 20 năm. 20 năm. Này chắc từ hạt lên đây. Không, ông này lấy cái biếu nó nảy lên ông chặt. À, ông... lấy cái biếu. À, cái chân chính của nó kìa. Đấy đúng không? Cái... Giờ không biết là hạt. Đây, chắc là cái này. Này, ừ. Đấy. Ừ. Thì đá to nó nảy lên cái bình. Cái biếu thì ông chặt luôn. À. Phỏng dáng làng, dáng quê hương này. Quê hương này. Đấy, rất tự nhiên, giống cây đầu làng đấy. Đây dòng chữ quê hương đây. À. Đông Hưng Thái Bình này. Đây cho cái dòng chữ ở đây cũng đã đúng đấy. Đó cái dòng chữ đây. Đấy, nhìn kỹ, ở à, đấy, chữ đẹp quá. Viết lên xi măng mà cứ như viết lên bảng. Quê hương này. Viết mấy nghĩa tình. Gốc đa bên nước. Sân đình năm xưa. Đấy. Ui giời. Hỏi tí. Chữ đẹp quá. Thơ hay chữ đẹp. Đấy. Đấy. Cửa đầu đất. Nhà quê Bắc Bộ này. Nhà Bắc Bộ này. Nhà cổ Bắc Bộ này. Đấy. Đây. Cảnh gần gũi sân đình này. Hay tụ họp đấy. Đấy. Phong cách của các cụ ngày xưa đây. Chơi cây. Con đường đất có tí sơn sơn vàng kiểu như là đất đấy. Ngày xưa không có bê tông biết gì đâu. Ở nhà mái tranh này. Mái tranh. Có nhà cả cửa. Của ông đấy. Đúng rồi. Nhà thật luôn đấy. Mô tả hình nhà thật luôn. Nhà của cụ này. Có cái cửa sổ đây. Mái tranh rất là dài. Cửa. Một cửa chính, một cửa phụ, cửa bếp đấy đúng không? Đấy. Cái này là nhà ngang. Nối thêm để cưới vợ. À, cưới vợ. Cưới vợ là ở trong này đấy. Ở tí tí đây, ở riêng đây đấy. Ở gọi là ông với bà riêng tư đấy. Đây là dùng chung. Đây riêng tư đấy. Đây có cái buồng. Đấy, cái buồng đấy nữa. Đấy. Dạ, hai gian này. Đây để cưới xây gà. Rồi khốn khó đây. Không mấy cái cột à. Xây ra gạo đấy. Đấy. À, ra gạo để ra này. Ôi, này lại nhớ ngày xưa quá. Đấy, về cái tiểu cảnh này. Đấy.
Anh quay hết rồi. Đấy. Còn cây đa này, dưới bóng cây này. Dưới bóng cây. Đấy, hết lá. Đấy. Lá ta lông. Đẹp rồi. Lá nó lâu nó nhỏ lại, thu nó nhỏ lại. Đấy. Đa lông. Vẫn làng đa là chuẩn nhất. Sau đến xanh si. Làng đa, cây đa đầu làng mà. Xanh si đầu làng nó không chuẩn. Mặc dù làm được đẹp nó không chuẩn. Gần gũi. Đấy. Đấy là cây cây đa. À, thế là chưa biết vào bao tiền không? Hả? Chưa biết bao tiền à? Để người ta hỏi còn báo không? Thật. Đấy, có quả bầu tiên đây. Ai thích thì hỏi. Thôi xem vui. Đấy, cao đấy. Nhìn này. Đấy. Từ chân chậu lên nó khoảng độ gần 1m8, 1m75. 1m8. Là đấy. Sau cái tay này nó che cái mái này. Ừ, nó vươn ra nó che cái mái này. Đấy. Mái đỉnh che giữ hồn dân tộc. Ừ. Dưới này là có hang động kìa. Không. Đấy, này, này cá thì ở mát lắm đấy. Đã. Cả cá này ở mát lắm đấy. Cái này có thông với nhau ở đây không? Không nhỉ? Không, ở đây là cái gốc cây rồi. Đấy. Này mà nuôi con cá nó ở mát lắm. Ừ. Cá sạch. Đấy. Cá cờ, cá sạch. Đấy là cái cây đa đang làng nhá. Đây là bức non bộ mới đắp. Bức non bộ. Đá, đúng rồi đá. Đá này là lấy ở đâu? Cũng đá miền núi trở về. Không, ở đây mình mua ở đâu? Ở đây mình mua ở đâu? Hay là xin? Xin này người ta cũng mua rồi. Cậu. Cầu ngôi nhà kia à, có cả hổ đấy. hang cọp, hang beo đấy, hang mùm, hang cọp. Nước nhất Xuân Thủy hữu tình đấy, Xuân Thủy hữu tình đấy. Mấy nước mưa kiểu gì cũng đầy đấy, nét chưa đấy, nhìn như thật. Đấy. Non bộ. Nhà trên này mát lắm đây. Đấy. Đấy. Đây là ông toàn tự đắp hết đấy. Cái trên này là bằng cái gì mà nó bóng không? Nó có cái sân bóng. Đấy. Núi non hùng vĩ. Núi non đó. Nhìn thích lên đây ở đấy. Mát nóng nóng như mấy hôm vừa rồi. Ôi cái cây sung của ông bé bé là nhiều quả nhỉ, quả đấy, bé bé nhiều quả ghê đấy, chắc là gốc ở dưới nó cũng già rồi. Không, không phải lâu năm đâu chứ. À, cái giống sung nó nhanh có quả. Chứ có cái giống nó cũng lâu đấy. Không ông rồng cho người ta gì đâu. Còn quanh đây là xanh, còn là xanh. Xanh. Bây giờ kiếm cái si búp đỏ chơi cũng hay đấy không ạ? Nhiều người thích chơi si ấy. Bây giờ. À, si búp đỏ. À. Đấy, ông Nam Điền này. Đấy, sung xuê chưa? Xung xuê quá. To. To đấy. Quả này. Quả. Rất nhiều quả. Nhiều quả trên này. Đấy. Điền hạt đây.
Tán này thì tỉa ra nhìn nó rõ, nhìn nó thích lắm ấy. Nhiều tán. Đây là có khoảng bao nhiêu cái tán không nhỉ? Đang chia ra khoảng bao nhiêu cái tán nhỉ? Mấy chục tán đấy nhỉ? Nhiều lắm. Phát triển gọi như thì nó trông nó thoáng cả thân. Không thể cây là cứ hay thoáng thân. Đúng rồi. Phong cách của các cụ đây. À, những cái này thì đang mới ươm, đang ươm. Thì đây cũng mới trồng. Đấy có con nam điền này là oanh, tán oanh. Oanh phải già đấy, nhìn già. Ôm xi măng hình như thế. Ở mình có ông gì ở trong miền Nam hay sao ông nhỉ? Cứ hay hỏi cháu ở trên kia trên mạng. Đấy. Cái gì nhỉ? Đầu chọc chọc lắm. Đầu chọc chọc, không biết tên. Xem hay xem phim gì đó. Hỏi bà sang ông Vương mà quay. Không biết là ở đâu. Không, chỉ có nhắn tin thôi. Nhắn tin, chưa gọi rồi. Ông tên là gì? Quên mất rồi, quên mất tên. Đấy, ruối đấy. Trâu to chưa? Ruối này thì gọi là cu thê cũng được. Cu thê tương thân. Tương thân thì nghe ấy quá, cu thê thì không phải là tương thân. Cũng được. Tương thân thì thường là cùng huyết thống thôi. Tương thân. Đấy, tán tiếp dày phết đấy. Hoa này, hoa liên tục. Rất nhiều hoa. Đấy. Lối làm cây của các cụ ngày xưa. Lối làm cây của các cụ. Mình các bác xem thì cũng gọi là giải trí các bác. Chứ còn về nghệ thuật thì muôn hình muôn vẻ lắm. Nghệ thuật thì muôn hình muôn vẻ lắm. Phong cách đỉnh cao thì mình không nói, nhưng mà dân dã bình dân các cụ chơi với nhau thì như thế là vui rồi. Quan trọng cái tinh thần các bác nhé. Tinh thần nhé, đừng có nói nghệ thuật tiếp gì cao siêu hay ba nha. Đấy, dưới đấy. Toàn bộ khung cảnh đây. Hẹn các bác có dịp về quê Thái Bình chơi nha. Đông Hưng nha. Rồi, xin cảm ơn, chào. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bác mình sau nha.